Chào các bạn đã trở lại kênh của mình, Khỏe Trần Sáng Tạo. Các bạn ơi, làm cái sáng tạo này thì đồ nghề nó bề bộn như thế này các bạn. Nó cứ sinh rồi nảy nở như thế này nè. Rất là nhiều, rất là nhiều. Mà đây là những cái phế thải nè, những cái chai nước muối nè các bạn. Mà mình cũng lấy sách từ Sài Gòn về quê nha các bạn. Đó. Mà cái gốc của mình nó không có được gọn ghẽ cho lắm. Tại vì nó rất là nhiều đồ. Rồi ở đây là cái thùng mà cái hộp này đựng thuốc của ổng nè các bạn. Đó, từ Hàn Quốc. Cái này là những cái bịch mà xăm nha, xăm Hàn Quốc. Mà mình thấy cái hộp bằng gỗ nó đẹp quá. Bây giờ mình muốn làm gọn lại cái hiện trường của mình. Coi như là biến cái không thể thành cái có thể nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu, chúng ta cắt những cái hộp này ra, cắt những cái đó ra. Đây là những cái chai nước muối nè các bạn, mà cái phần này rửa không ra đó các bạn, mình rửa nó không có ra. Mình kỳ cò nó ra cỡ này thôi à, nó ra cỡ này thôi à. Bây giờ mình cắt lại, rồi mình để những, mình sắp những cái đồ nghề của mình vô nha các bạn. Sắp những cái đồ nghề mình vô, rồi mình tận dụng những cái này. Cái này, cái hộp này là cái hộp mà đựng thuốc đông trùng hạ thảo của Hàn Quốc nè các bạn. Mà cái hộp bằng gỗ nó rất là đẹp. Nhưng mà mình đựng nó bừa bộn ở trong đây thì thấy nó không hay. Bây giờ mình cắt, cắt những cái hộp này ra nha. Bắt đầu cắt thôi. Giờ mình dán nó vô nha các bạn. Ở phía trước mình tiếng động nhiều quá các bạn ơi. Dán cái đít nó vô. Chúng ta cắt ra từ cái miếng này, cắt ra con mắt nha các bạn, cắt mắt rồi cắt cái tròng con mắt nè. Còn một lát mình cắt cái này, cái miếng này mình cắt rau, cắt rau nha.
sẽ dán cái này thôi. Tới đây là xong rồi đó các bạn. Mình được một cái đồ đựng dụng cụ nha. Bây giờ mình bỏ vô. Kéo nè. Kéo quá trời kéo luôn các bạn. Đây là kéo nè. Yeah.